Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sâu Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức nói về từng góc ngôi nhà thờ tổ 100 tỷ vì nghi của danh hài Hoài Linh. Danh hài Hoài Linh đã dành hết tiền của dành dụm được sau bao năm đi diễn, mua một mảnh đất rộng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, xây một ngôi nhà thờ hoành tráng. Phóng viên đã tận mắt nhìn thấy ngôi nhà thờ tổ nghiệp của danh hài Hoài Linh đang ở giai đoạn hoàn thành. Ngôi nhà xây dựng theo phong cách đền chùa miền Bắc xưa, nằm trên một con gạch nhỏ trong không gian quê tĩnh lặng ở một vùng quen thành phố. Kiến trúc ngôi nhà thờ mang nét cổ kính, lọt thỏm giữa một khuôn viên rộng lớn có nhiều hoa lá. Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã từng nghe danh hài Hoài Linh kể cho nghe về sự kỳ bí của một bức tượng tổ mà anh đã thờ suốt hàng chục năm nay. Anh cứ tin tưởng vào sự phù hộ của tổ nghiệp. Kiến trúc sư chính cho ngôi nhà thờ nhiều quyết tâm của danh hài Hoài Linh là anh Năm, một nghệ nhân xứ Bắc. Anh Năm đã bỏ vợ con ngoài quê vào Sài Gòn suốt mấy tháng nay. Hàng ngày anh Năm vào nghệ nhân khác tỉ mỉ châu chuốt từng chi tiết cho ngôi nhà thờ này. Anh Năm chia sẻ, chắc khoảng 2 tháng nữa chúng tôi sẽ hoàn tất xây dựng. Ngôi nhà thờ có kiểu dáng mang nét xưa, gợi nhớ những vùng quê miền Trung nắng gió. Những người thờ cho biết danh hài Hoài Linh hiếm khi đến đây, mọi việc giao hết cho một người đàn ông tên Minh trông coi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.